Bây giờ đóng điện thử này. Ồ, chạy ngon lành. Ồ, ra được sóng xin nữa các bạn. Tôi sẽ chỉnh cái đây. Dạng ngõ ra của chúng ta là dạng như thế này. Dao động ký, máy ghi dao động hay là oscilloscope là một thiết bị rất là quan trọng đối với các anh em làm bên kỹ thuật điện tử. Dùng máy này để đo dạng sóng ở các khối hoặc ngõ ra của IC, chúng ta dễ dàng đoán bệnh khi sửa bo mạch. Tuy nhiên máy hiện sóng có mức giá không hề rẻ. Nên video này tôi xin giới thiệu với các bạn một loại dao động ký mini vô cùng tiện lợi và có giá khá là mềm cho các bạn. Xem video giới thiệu sản phẩm hoài thì nó cũng ngắn. Và để thay đổi không khí một chút thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái mạch nghịch lưu sóng sin mini. Và đương nhiên là sẽ sử dụng cái đồng hồ này để đo cái dạng sóng ngõ ra xem nó có được hình sin hay không. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Đầu tiên thì xin giới thiệu với các bạn tính năng công dụng và cách sử dụng của cái máy hiện sóng mini này trước. Cái máy này khi gửi về thì nó chỉ gồm có một cái máy và một cái đầu dây đo thôi. Sẽ không có nguồn đi kèm nhé. Và cái bộ này sử dụng nguồn là 9V một chiều. Khi sử dụng các bạn sẽ mua thêm một cái adapter nữa. Cái này adapter 9V 1A. Các bạn không thể mua cái cao hơn 9V được nhé. Cao hơn 9V thì cái con chip ở trong đây nó sẽ bị cháy mất, không đo được đâu. Cái rắc này chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Bây giờ tôi sẽ cấp nguồn, căn chỉnh một vài thông số và thực hiện các cái phép đo cơ bản cho các bạn xem. Đây, bật nguồn này. Cái màn hình này có độ phân giải rất là cao. Rồi, đã xong. Ở trên đây có vài cái thông số chính như sau. Nên là vôn trên đít này. Tức là chỉnh bao nhiêu vôn trên một ô. Và hiện giờ cái thông số của nó đang là 1V trên một ô. Các bạn muốn thay đổi thì các bạn ấn trực tiếp vào đó. Nó sẽ có cái khung bao quanh cái ô 1V này nè. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ vặn cái núm encoder này. Có thể tăng lên tối đa là 20. Đó. Bây giờ tôi sẽ để là 1V đi. Cái thông số thứ hai là second trên dip, tức là cái thông số này là để dây trên ô thì chúng ta sẽ tính theo chiều ngang này nhé. Hiện thời đang để là 0.2 mili dây trên một ô. Lát tôi sẽ sử dụng cái thông số này để tính ra cái tần số cho các bạn xem. Thông số thứ ba là trigger và thứ tư là để dùng để giữ khi mà đồ thị nó chạy á, dạng sóng nó chạy thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để giữ lại. Bây giờ ấn là vôn trên dip này, xong các bạn ấn một lần nữa, rồi xong sau đó chúng ta chỉnh cái núm này để đưa nó về cái trục trung tâm ở giữa. Thì đối với một cái dao động ký bất kỳ nào nó sẽ có một cái đầu đo chuẩn ở trên đây. Cái đây là đầu này phát xung ra là có tần số là 1 kHz. Các bạn sẽ bật cái công tắc này ở vị trí DC, đo dạng sóng DC. Bây giờ tôi sẽ móc nó vào đây. Các bạn sẽ thấy cái dạng sóng chuẩn do cái bộ này nó phát ra và nó hiển thị lên trên đây. Các bạn sẽ nhấn phím OK bên đây để cho nó giữ lại. Thì các bạn đếm này, theo chiều ngang thì một chu kỳ của nó từ đầu này đến đây là 5 ô mà nhân với 0,2 mili giây, tức là được 1 mili giây, thì tần số bằng sẽ bằng 1 chia cho 1 mili giây thì sẽ ra được là 1 kHz, đó chính là tần số của nó đó. Bây giờ đo thử cục pin này nha. Chúng ta sẽ để là 1V trên 1 ô. Đó, các bạn thấy nó hơn 1,5V nha. Đó. Đo thử cục 9V, thì muốn đo được cục 9V thì chúng ta phải chỉnh cái ô này nó xuống. Cái ô này thì chúng ta sẽ cho lên thành 2V trên dip. Sau đó các bạn dời cái trục này xuống này. Dời trục này xuống phía dưới thì chúng ta mới nhìn thấy được. Xuống sát đáy luôn nha. Đó, nó là 5 ô. 5 ô mà 1 ô 2V tức là 10V đó. Đó. Đây tôi có một cái bo Arduino điều khiển độ rộng xung ra bóng đèn. Các bạn nhìn này, sẽ có thể chỉnh sáng tỏ, sáng mờ cho cái bóng đèn được. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái dao động ký để kiểm tra cái dạng sóng ở ngõ ra xem nó như thế nào.
Các bạn thấy là khi chỉ biến trở đèn từ từ sáng lên thì cái xung nó từ từ nó sẽ tăng lên. Đó. Và khi đèn sáng cực đại thì áp ngõ ra là 2,5V. Còn khi mà đèn nó tối thì các bạn thấy là cái áp cực đại của nó vẫn là 2,5V, nhưng mà cái độ rộng xung nó sẽ như thế này. Tức là cái thời gian T on nó rất là bé và thời gian T off rất là lớn. Nhờ có cái dao động ký này chúng ta mới biết được cái dạng sóng ngõ ra. Đấy. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn có thể suy ra được tần số của nó. Ta có một ô là 1 mili giây thì ở đây các bạn sẽ tính ra được chu kỳ của nó là 2 ô là 2 mili giây. Vậy tần số của nó là 500 Hz. Nãy giờ là tôi đo tín hiệu nhỏ rồi. Bây giờ tôi sẽ đo thử cái điện lưới 220 xem dạng sóng của nó là như thế nào. Thì khi mà đo với cái điện áp lớn thì chúng ta nhớ một số cái yêu cầu như sau. Ở trên cái que này các bạn sẽ để thang đo là bật công tắc về vị trí nhân 10 nhé. Bạn nào không chỉnh cái này thì nó sẽ bị cháy mất cái bộ này đấy. Thứ hai là theo khuyến cáo của nhà sản xuất đó, thì chúng ta sẽ không sử dụng cái adapter mà liên quan tới lưới điện kia. Tức là ở đây tôi sẽ sử dụng một cục pin 9V để cấp nguồn cho nó. Chúng ta sẽ sử dụng nguồn như vậy là cách ly luôn. Cái này bộ này nó cũng tương đối là nhẹ điện nên là xài được pin 9V. Thì các bạn cần chỉnh ở đây là cái chỗ vôn trên dip này. Các bạn chỉnh về 20 cho tôi, số lớn cho tôi. Cái nấc ở trên đây thì chúng ta sẽ để là AC đo điện xoay chiều. Thì ngày xưa chúng ta học là dạng sóng của nó là hình sin. Giờ xem nó vẽ như thế nào nha. Tôi sẽ đóng CD lên và gắn vào xem điện áp ra là như thế nào, dạng sóng nó ra sao. Ồ, hình sin rất là đẹp nha các bạn. Đó. Đo rất là ổn định. Ở đây tôi có một bộ dimmer dùng để chỉnh sáng tối cho bóng đèn, hoặc là dùng để thay đổi tốc độ cho quạt, tăng tốc này, giảm tốc này. Vậy thì nguyên lý của cái bộ dimmer này nó như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ đo thử cái điện áp ở cái ngõ ra của cái bộ dimmer này, xem dạng sóng của nó ra sao. Các bạn quan sát này, khi mà quạt chạy ở tốc độ cao nhất thì cái dạng sóng ở ngõ ra sau cái bộ dimmer này sẽ là hình sin nhé, bị khuyết một tí xíu thôi. Khi tôi giảm dần tốc độ các bạn quan sát này, sẽ bị xén dần đi. Đó là lý do cái quạt nó yếu dần lại. Như ở cái mức này đi, các bạn thấy nè, nó có ra dạng sóng ngõ ra nhưng nó quá yếu nên cái cánh quạt nó không quay được, thực ra nó đang rung ở trong đó. Giảm hết cỡ này. Từ từ tôi sẽ tăng lại nè. Đó, thì có cái bộ hiện sóng này, chúng ta sẽ biết được nguyên lý làm việc. Phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo mạch nghịch lưu xin chuẩn mini đế 8 chân. Chiều khuyết các bạn gắn hướng lên phía trên như vậy đó. Opto transistor PC817. Các bạn chú ý là ở đây nó có cái chấm này hướng lên trên. 4 con trở 100 ohm. Hai con trở 220 ohm. MOSFET IRFZ44. Domino 2. IC ổn áp 7805. Tụ điện 2200 microfarad 16V. Chiều dương các bạn gắn hướng lên phía trên. Cuối cùng là cái Domino 3. Các bạn sẽ nạp chương trình cho con chip 12F629. Cái chương trình này tôi sẽ để trong phần mô tả của video.
Sau đó các bạn gắn vào đây. Chiều khuyết gắn hướng lên phía trên. Ở trên hai con MOSFET IRFZ44, các bạn sẽ gắn cho nó hai miếng tản nhiệt. Các bạn sẽ sử dụng một cái biến áp cách ly nhiều đầu ra 24V. Thì chúng ta cần sử dụng là 0V, 9V và 18V. Chân 9V này sẽ làm chân giữa. Ở bên đầu bên đây, các bạn sẽ gắn cho tôi con tụ 104 630V. Con là để lọc nhiễu này. Điện vào từ ắc quy các bạn sẽ cắm vào đầu bên đây. Đây là dương, đây là âm. Ở cái đầu ra thì cái chân giữa này các bạn sẽ gắn với chân 9V. Hai chân bìa này các bạn chọn bất kỳ, một chân là 0V và một chân là 18V. Bây giờ tôi sẽ cấp điện, chạy thử bóng đèn cho các bạn xem. Bây giờ đóng điện thử này. Ồ, chạy ngon lành. Chúng ta sẽ thử đo xung của cái ngõ vào trước của biến áp nhé, và ngõ ra sau của biến áp, xem dạng xung của nó như thế nào. Ôi, cũng gần được xin đấy các bạn. Cái này là ngõ trước vào của biến áp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đo ở cái ngõ ra của biến áp. Ồ, ra được sóng xin đấy các bạn. Tôi sẽ chỉnh cái... Đây, dạng ngõ ra của chúng ta là dạng như thế này. Xin thì cũng không được đẹp lắm đâu, nhưng cũng được. Như thế này là ổn rồi. Do cái con tụ kia chắc là nó lọc chưa hết đấy các bạn. Bây giờ gắn thử cái bóng tròn này vào cái ngõ ra để kiểm tra cái công suất nhé. Nó sáng nhưng mà nó sáng không được sáng mấy. Này điện là rất là thấp. Tôi sẽ dời cái bộ dây này về cọc 06 và 12 để ép cái biến áp kia nó thêm một chút nữa. Như vậy cọc giữa của chúng ta sẽ là 6V. À, sáng hơn rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy với quạt nha. Quạt chạy được nhưng mà nó chỉ được 1/4 so với chạy bằng điện 220. Cái này là do cái nghịch lưu này của chúng ta là nó không có cái hồi tiếp về để thay đổi xung kích, thì ép cái biến áp này luôn luôn cái ngõ ra nó sẽ là 220. Đó là nhược điểm của cái mạch này. Video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.